Xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với Bách Khoa Điện tử .vn. Trong video ngày hôm nay, chúng tôi sẽ hướng dẫn các bạn cách thức làm một cái mạch điện ổn áp 5V với giá thành chưa đến 1.000 đồng. Mạch điện của chúng ta rất là đơn giản, chỉ gồm những linh kiện sau, gồm hai trục điện, một điện trở, một diode ổn áp planar và một con chân to. Đây là một mạch điện cơ bản và nó được tích hợp rất nhiều trong các cái IC ổn áp. Và hôm nay tôi sẽ chia sẻ mạch điện này với các bạn. File nguyên lý cũng như là cái file mạch in tôi để link ở phía dưới video. Sau khi các bạn thay mạch ra, bạn sẽ có được một cái bảng mạch đồng như thế này. Chúng ta sẽ ốp cái mạch in vào đây, đánh giấy giáp ốp mạch in vào đây và chúng ta sẽ là nó. Vậy là chúng ta đã làm xong phần mạch in. Bây giờ chúng ta tiến hành đi lắp ráp theo sơ đồ nguyên lý trên. Đầu tiên các bạn phải chuẩn bị những linh kiện, đó là một chan S8050, diode Zener 5.6V 1W, độ 220mm 50V, độ 100W 25V. Sau khi hàn và láng thiếc, các bạn sẽ được có một cái mạch điện như thế này. Đây là đầu vào và đây là đầu ra. Mạch nguồn ổn áp này sử dụng những kiện rất là đơn giản: hai trục điện đầu vào đầu ra, một chân to, một điện trở và một diode ổn áp Zener. Và bây giờ tôi sẽ kiểm tra lại cái mạch điện này xem nó có ổn áp được tốt hay không. Bên này là bên đầu ra và bên này là bên đầu vào. Tương ứng với đó là cái đồng hồ nhỏ này sẽ hiển thị cái kết quả đầu ra và cái đồng hồ to này sẽ hiển thị cái điện áp đầu vào. Hiện tại điện áp đầu vào là 14V. Tôi sẽ đo cái điện áp đầu ra. Các bạn sẽ thấy là 5V. Giờ tôi sẽ chỉnh cái điện áp đầu vào giảm xuống. Các bạn sẽ thấy ra điện áp đầu ra vẫn giữ nguyên, khá là ổn định. Và cái bộ nguồn của chúng tôi tăng từ cái giải là 7V cho đến 15V thì cái điện áp đầu ra vẫn giữ ổn định, vẫn giữ ổn định là 5V. Như vậy, sau video này, chúng tôi đã hướng dẫn các bạn cách thức làm một cái mạch ổn áp rất là đơn giản và cơ bản nó là những cái mạch điện nền tảng trong những IC ổn áp như 78XX, như 79XX. Bách Khoa Điện tử .vn, chúc các bạn thành công!